Xin chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ trên tay cục pin di động Mophie Power Station Plus. Đối với những anh em mà dùng iPhone, iPad, khi mà xài cục pin này thì chúng ta chỉ cần mang duy nhất một cái sợi cáp Lightning thôi. Cục pin này thì nó sẽ có dung lượng là 6000 mAh. Trên website ghi là 6040 nhưng mà mình cứ làm gọn là vậy. Và mức giá của nó là đổi ra tiền Việt thì khoảng 1.800.000. Còn bạn nào muốn nhiều hơn thì mình mua cái cục 10.000 thì giá sẽ là khoảng 2.300.000. Nói chung là giá thì sẽ là cái khuyết điểm lớn nhất của cái viên pin này. Bởi vì trước giờ thì những cái cục pin di động của Mophie mình thấy không có cục nào rẻ hết. Bởi vì nó cũng được đăng lên trên Apple Store mà đã lên đó rồi thì giá nào cũng cao hết. Về cái kích thước của viên pin này thì nó nhỏ hơn so với iPhone 10 một chút. Cái độ dày thì nó sẽ dày hơn nhưng mà cái viên pin này nó khá là nhẹ. Rồi hai bên này thì nó được bọc cái lớp vải nữa cho nên là cầm rất là êm tay và sử dụng thì nó cũng thoải mái, không có vấn đề gì. Có hai cái điểm nhấn lớn trên cục pin này để cho nó thích hợp với những cái người dùng iPhone, iPad, iDevice. Đó là thứ nhất thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp Lightning tích hợp sẵn vào đây luôn, các bạn chỉ cần cắm vào là mình có thể sạc được. Và cái sợi dây này nó được đặt ở cái cạnh bên cho nên là cái độ dài của nó tương đối vừa đủ để cho mình sử dụng vẫn thoải mái khi mà các bạn cầm cả pin cả điện thoại như thế này. Khi mà không dùng thì đơn giản là mình chỉ cần nhét nó vào thôi. Cái thứ hai nữa là một cái điểm mà ít thấy trên những cái cục pin di động trên thị trường, đó là một cái cổng ra Lightning. Bình thường anh em dùng iPhone, iPad khi mà mình dùng pin di động thì nó sẽ có một cái bất tiện, đó là những cái cục pin di động đa số trên thị trường thì nó sạc qua cổng micro USB, tức là mình đi ra ngoài thì mình cần phải vác thêm một cái cổng cáp micro USB để sạc cho cái cục pin. Trong khi tất cả những cái thiết bị iDevice của mình thì làm gì có cái cổng micro nào, thì nó hơi thừa thải và bất tiện. Thì với cái cục pin này là mình chỉ cần duy nhất một cái sợi cáp Lightning của mình thôi để mình dùng cho những cái thiết bị của mình và để sạc cho cái cục pin này luôn. Và tất nhiên trên cái cục pin này thì nó cũng sẽ có cổng USB-A công suất 10W để các bạn sạc cho những cái thiết bị Android khác. Và ở cạnh bên này thì chúng ta sẽ có cái nút power và đèn báo luôn. Đó là về những cái đặc điểm tiện lợi của cái viên pin này. Còn nói về cái bộ sạc thì trước giờ những cái viên pin Mophie và cả cái viên pin này cũng vậy, mình có sạc thử rồi thì nó rất nhanh và ổn định. Đối với iPhone 10 thì mình sạc gần 1 tiếng thì nó sạc được khoảng 67% pin. Và sau đó thì nó bắt đầu sạc chậm lại khoảng 1 tiếng 34 phút gì đấy. Tức là tổng cộng là khoảng 2 tiếng vài phút thì nó sẽ sạc đầy cái iPhone 10. Thì như vậy là tương đối nhanh rồi. Tóm lại thì cái viên pin này nó sẽ rất là tốt đối với những bạn mà dùng iDevice. Nó chỉ có cái vấn đề đó là cái mức giá của nó khá là cao. Và cái thứ hai đó là cái vải này mặc dù rất là êm, không có lo trầy xước, nhưng mà nó lại dễ bám mẩn và hơi khó để chúng ta có thể vệ sinh sạch sẽ. Rồi, cảm ơn anh em.